mùng 1 Khấn Trời, mùng 10 Đắc Lộc, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, vạn sự khởi phát, giàu hết chỗ nói trong tháng 6 âm lịch 2024. Thưa quý mệnh chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 thân mến, cô bác anh chị đã bao giờ thức xuyên một đêm đến khi trời sáng? Nếu có, cô bác anh chị sẽ nhận thấy một điều: trước khi bình minh, bầu trời sẽ tối hơn một chút thôi, rồi sau đấy ánh sáng sẽ ùa về. Trong vận thế của cá nhân, ở thời điểm bế tắc nhất, cùng cực nhất, mỏi mệt nhất, tối tăm nhất, cũng là thời điểm một dấu chấm kết chung cuộc cho cái hoàn cảnh hiện tại đã định hình. Và sau dấu chấm kết đó, cũng là thời điểm chuyển cảnh sang trang. Tôi không muốn nhắc thêm về nội lực hay can trường hay trình độ hay sự tài giỏi trong con người Quý Mão nữa, vì nói mãi cũng chỉ có như vậy. Chỉ mong cô bác anh chị nhớ 63 à, rằng có một khái niệm thế này, gọi những người yếu ớt không có khả năng chịu đựng áp lực là thế hệ bông tuyết. Đấy là những người dễ bỏ cuộc, dễ tự ái, dễ tổn thương, dễ trầm cảm, dễ tự kỷ, dễ buông xuôi. Còn Quý Mão sinh không trong xa hoa phú quý thì là do trời định, nhưng kết thúc ở hoàn cảnh nào, tâm thái nào, vị trí nào thì là cho Quý Mão định. Quý Mão không hẳn là thế hệ kim cương, nhưng chắc chắn Quý Mão luôn cứng hơn sắt, trơ lì hơn đá, giá trị hơn bạch kim và bền bỉ dẻo dai hơn vàng. Nếu trời sắp sáng rồi, chuẩn bị dậy đi thôi nào Quý Mão, chuẩn bị dậy đấu trí, đấu đời, đấu mệnh, nhận vận cùng đạt điều mà Quý Mão mong mỏi. Thưa quý mệnh chủ Quý Mão, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh, không cho cô bác anh chị được vàng bạc tài lộc giàu sang, nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong tháng 6 âm lịch để giúp cô bác anh chị cái vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Nếu nghe được đến dòng này, mời quý vị cô bác anh chị đăng ký kênh để ra tín hiệu cho mình đường tử vi rằng cô bác anh chị vẫn còn hiện diện ở đây nhé. Thưa quý vị, đời không tuyệt đường người. Dù cuộc đời của bản mệnh chưa suôn sẻ bởi chịu ảnh hưởng của cái nghiệp trong quá khứ, thì qua giai đoạn lập thân, chính hành động và suy nghĩ của bản thân sẽ chi phối tương lai của bản mệnh. Vị trí sau này của bản mệnh ở đâu còn tùy thuộc vào việc bản mệnh làm gì hôm nay. Đừng vì cái khó khăn trước mắt mà sinh ra lòng đố kỵ, thù hận để dẫn tới những hành động không hay. Chỉ có bản thân của mỗi người mới tự tuyệt đường sống của chính mình. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Quý Mão sinh năm 1963 thân mến, trong video ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả đi tìm hiểu những dấu hiệu may mắn trong tháng 6 âm lịch của con giáp tuổi Quý Mão, cũng như chia sẻ các cách để hóa giải cầu may đến với gia tộc và bản thân con giáp này. Vậy vận trình cụ thể ra sao? Thì xin mời quý khán giả hãy like và theo dõi kênh để cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm câu trả lời ngay sau đây quý khán giả nhé. Quý bản mệnh tuổi Quý Mão thân mến, nhắc để bản mệnh nhớ rằng khi bản mệnh làm lại từ đầu, không có nghĩa rằng bản mệnh làm lại từ con số không hay bết bát hơn là từ con số âm. Nó có nghĩa rằng bản mệnh đang làm lại từ những kinh nghiệm, kiến thức, trải nghiệm riêng biệt của bản thân. Vậy nên hãy vững lòng, một là một Quý Mão ắt không thiếu những mơ to mộng lớn hay những dự định phát triển vượt bậc trong cuộc sống của mình, cũng vẫn là một Quý Mão ắt không thể thoát khỏi sự mất mát nhiều thứ, thiệt thòi nhiều mảng, thậm chí phá sản trắng tay, ngã rồi lại đứng dậy, mệt rồi lại tự động viên người quay lưng lại, tự bản thân gồng gánh, nhưng rồi mãi vẫn cũng chưa được tựu thành, chung quy lại vẫn là thua nhiều hơn thắng. Nếu bản mệnh đang trong hoàn cảnh như thế, vậy thì giản đơn bản mệnh cần nhớ rằng, nếu tầm nhìn kế hoạch lâu dài của bản mệnh là vài tỷ, thì mất mát vài trăm triệu cũng chỉ như một góc của tảng băng mà thôi. Còn nếu tầm nhìn của bản mệnh lớn hơn nữa, thì mất mát vài tỷ tuy nhiều nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ so với những gì mà bản tâm bản mệnh truy cầu. Nếu nhận thức được điều này, bản mệnh sẽ không còn nghĩ quá nhiều về những sự thua ở quá khứ, để thật sự hoạch định, tiếp tục tiến bước hướng về tương lai. Người muốn đứng chỗ cao hoặc đạt được những điều không tưởng, ắt phải chịu những áp lực không tưởng, phải đối diện, xử lý những vấn đề mà người bình thường không phải bận tâm, phải dày công, dày sức vượt qua những thử thách mà người bình thường không phải đối mặt. Ở cái thời điểm Quý Mão khởi cái tâm, mong một cuộc nhân sinh rực rỡ, một cuộc sự nghiệp tựu thành về thân, cũng chính là cái thời điểm họ đẩy cánh cửa vận mệnh ra cho những khó khăn có cơ hội xuất hiện trong cuộc đời, và bản thân họ phải đủ thông thái mà giải quyết mọi sự. Quý Mão à, thất bại không phải là sự đối ngược với thành công, mà thực ra nó là một phần không thể tách rời trên con đường kiếm tìm thành tựu. Khi bản mệnh nhìn vào tất cả những người nổi tiếng, vận động viên thể thao, doanh nhân, người truyền cảm hứng, bản mệnh nghĩ rằng họ thành công là vì họ không bao giờ thua cuộc, nhưng không phải thế. Họ thành công là vì họ không để thất bại che mờ đi lý trí hay tầm mắt của họ, tâm họ bất biến, trí họ thêm nhiều, đích đến ước mơ của họ không đổi.
dẫu cho cuộc đời có tìm cách vùi dập muôn nẻo gian truân. Cuộc sống dạy chúng ta mỗi người một bài học khác nhau, có người là bài học tiền tài, có người về danh vọng, có người học về bản mệnh đời, có người học về gia đình, người thân. Với Quý Mão, dù là bài học nào đi chăng nữa cũng sẽ chung quy lại để bản mệnh nhận thức rằng, tức mọi thứ trong đời Quý Mão chỉ có một thân một mình tự làm, tự quyết, tự thắng, tự thua, tự buồn, tự vui, tự động viên, tự đứng dậy, nên đừng chờ ai đó sẽ đến mình, Quý Mão tự nhìn vào gương thôi, đấy là người duy nhất sẽ vừa là nạn nhân, vừa là quý nhân trong suốt cuộc hành trình nhân sinh của Quý Mão. Năm 2024 là một năm khó khăn, sự khó của nó phải đến hết tháng 9 âm lịch mới kết thúc, bản mệnh đã đi được 5 tháng rồi, hãy còn 4 tháng nữa. Kênh Minh Đường Tử Vi chẳng muốn nói nhiều, vì có khi sẽ khiến bản mệnh thấy đường dài quá mệt mỏi, quá phải chán nản, tiêu cực thêm. Kênh Minh Đường Tử Vi cũng không dám hứa rằng ngay sau đó mọi thứ sẽ tốt đẹp lên, nhưng thực ra bản mệnh đã ở đáy của đáy rồi, đã trải qua tận cùng của đau thương rồi, vậy nên phía trước mắt sẽ không thể nào còn xấu hơn được nữa, có chăng chỉ bắt đầu nhẹ nhàng, đang dần dịu dàng với Quý Mão hơn thôi. Đó là một trong những dấu hiệu của việc cuộc sống bản mệnh sắp đi lên. Đấy là việc bản mệnh sẽ rơi rụng đi những thành phần rác rưởi không còn xứng đáng đồng hành. Nên nếu bản mệnh bị người đời tổn thương hay người tin yêu phản bội, hãy cứ hoan hỉ, vì nó đã xảy ra để bản mệnh có được sự sàng lọc lại cuộc đời. Suy cho cùng, bản mệnh hướng đến một cuộc nhân sinh rực rỡ, một cuộc tựu thành danh toại, một cuộc đời chọn đủ những mơ mộng, những dự định của bản thân. Một bức tranh nhiều ánh sáng như thế sẽ không có chỗ cho những sự u ám dơ bẩn tồn tại được. Nên hãy chấp nhận những mất mát mà mệnh số đã mang tới. Mặc kệ đời không cần giận, vì cái thiệt của bản mệnh ở hiện tại sẽ đổi lại cho bản mệnh vô vàn phước báu ở tương lai cùng những thuận lợi, may mắn vô hình do mệnh đời đưa đẩy. Cuối cùng mong Quý Mão hãy nhớ, thành công thực tế là một loại năng lực. Năng lực này cho phép ta đi từ thất bại này sang thất bại khác mà không mất đi bất cứ sự nhiệt huyết, nhiệt thành nào. Dù có mệt hay không, Quý Mão sẽ vẫn phải giải quyết và đối diện với những thử thách trước mắt, dù thành hay bại. Dù được hay mất thì tên đã lên dây cung rồi, không thể không bắn, đâm lao thì phải lao theo. Chứ Quý Mão cơ bản là không muốn dừng lại, cũng không còn cơ hội để lựa chọn dừng lại. Cứ kiên trì, bền chí, kiên tâm, mạnh ý, mạnh lòng Quý Mão à. Chỉ cần bản mệnh qua được tháng 9 âm lịch, thì đến tháng 11 âm lịch 2024 này, may mắn của bản mệnh sẽ được trở lại, mở ra một vòng nhân sinh mới. Quý Mão sẽ được ngẩng đầu, được trỗi dậy, vươn mình thành chúa tể rừng xanh. Sau đây là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 8 năm dương lịch. Can chi là tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn, có thiên can là Tân Kim, địa chi Mùi Thổ. Đặc trưng tháng là thiên khắc địa hình nhân khí vượng, mưu sự thành bại tại nhân. Xem tử vi tháng 6 âm lịch 2024 của 12 con giáp âm lịch, vận trình tháng mới của tuổi Quý Mão sáng bừng với hàng loạt tin tức tích cực là nhờ tam hợp cục độ mệnh, thậm chí không hề ngoa khi nói, mọi chuyện với bản mệnh đều lưỡng toàn hoàn mỹ, từ công việc tới tài vận, công việc trong tháng ngày càng hanh thông thuận lợi, sự nghiệp phát triển nhanh chóng và gặt hái nhiều thành công lớn, thông qua đó, con giáp này cũng khẳng định được năng lực của mình, nhưng cũng có thể vì thế sẽ có kẻ ghen tị với tài năng và uy tín của bản mệnh mà tìm nhiều cách hãm hại. Tuy nhiên, vận quý nhân của tuổi Quý Mão khá vượng, đủ sức để đối phó với tiểu nhân, bản mệnh không cần phải quá lo lắng. Vận trình tài lộc trong tháng ngày càng khởi sắc, phần vì may mắn, nhưng một phần cũng là nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua, nhưng đừng quá tham lam mà mù quáng. Làm việc gì cũng cần phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ càng để tránh bị kẻ xấu lừa gạt tiền bạc. Chuyện tình cảm lứa đôi có tiến triển theo hướng tích cực, người độc thân có cơ hội tìm được tình yêu mới, tình yêu có thể được tìm thấy giữa bạn bè chứ không ở quá xa. Gia đạo yên ổn, đoàn kết trên dưới, các cặp đôi cần có sự chia sẻ với nhau nhiều hơn để hạn chế hiểu lầm không đáng có. Sức khỏe của người tuổi Quý Mão trong tháng duy trì ổn định, tất cả đều nhờ tinh thần phấn khởi, thoải mái. Có điều, bản mệnh chú ý sử dụng dao kéo, đồ sắc nhọn, đi đứng thận trọng kẻo gặp họa hình thương. Tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 6 âm lịch.
theo tử vi tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Quý Mão nhận thấy rằng, về phương diện sự nghiệp, dự báo công việc của bản mệnh ngày càng hanh thông và thuận lợi, bạn càng làm càng thấy hăng hái, cho ra nhiều kết quả mỹ mãn. Thông qua đó, con giáp này cũng khẳng định được năng lực của mình. Vận may mà tuổi Quý Mão có trong tháng 6 âm lịch này chủ yếu nhờ có cục diện tam hợp độ mệnh, cát khí lan tràn, tin tức tích cực tới tấp. Thời điểm này bạn có thể mạnh dạn khởi nghiệp, tiến hành kế hoạch dự định đã mong muốn từ lâu, tính khả thi và tỷ lệ thành công cao. Trong tập thể, bản mệnh hãy mạnh dạn thể hiện năng lực bản thân, tranh thủ sự ủng hộ của mọi người để tạo bước đà thăng tiến cho mình. Nhất là khi vận quý nhân của bạn khá vượng, bản mệnh sẽ được giúp đỡ, ghi nhận xứng đáng. Chính vì thế mà mọi việc trôi chảy hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cũng đừng ngủ quên trên chiến thắng mà chủ quan, lơ là, nhất là khi thiên hình xuất hiện cho thấy, sẽ có kẻ ghen tị với tài năng và uy tín của bạn và tìm nhiều cách hãm hại. Đây là một mối nguy tiềm tàng mà bạn không nên chủ quan. Tuy nhiên, vận quý nhân của bạn khá vượng, đủ sức để đối phó với tiểu nhân, không cần phải quá lo lắng. Bằng sự nhanh nhạy thời cuộc và cách xử trí khéo léo, bản mệnh vẫn đạt được những mục tiêu ngắn hạn đề ra trong sự nể phục của bao người. Bản mệnh mưu sự dễ thành, nghĩa là quyết đoán và nỗ lực theo đuổi tới cùng. Đừng bỏ cuộc giữa chừng chỉ vì một vài khó khăn trước mắt. Bản mệnh nên nhớ, không tự dưng trên trời có miếng bánh thơm ngon rơi xuống. Mọi thành quả tốt lành đều phải trả giá bằng sự nỗ lực, có làm thì mới có ăn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 6 âm lịch, cùng với sự nghiệp đang trên đà phát triển, nên tài vận của tuổi Quý Mão cũng khá sáng, nhờ được cả tam hợp cục và chính tài nâng đỡ. Để có được điều này, một phần là vì may mắn, nhưng một phần cũng là nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua của bản mệnh. Xuyên suốt cả tháng, tài chính duy trì ở mức ổn định, thu chi cân đối, có thể tích lũy được khoản tiền rảnh rỗi để đề phòng cho những tình huống bất ngờ xảy ra. Đặc biệt, nguồn thu nhập chủ yếu vẫn là từ công việc chính hiện tại của bạn. Thứ tài tăng lên đôi chút, có lợi cho các công việc kiêm nhiệm hay dự án đầu tư. Người kinh doanh, buôn bán hưởng lộc trời ban, mua may bán đắt, tuy nhiên phước lộc này chưa nhiều, vẫn cần có sự nỗ lực của bản thân, nhất là những ai vừa mới chân ướt, chân ráo bước vào thương trường. Đừng ngựa non háu đá, cũng đừng vì nhìn thấy khó khăn trước mắt mà nản lòng. Lưu ý rằng, trong tháng còn có cả sự xuất hiện của hung tinh tiểu hao, chủ hao tán tiền của xuất hiện. Tuổi Quý Mão chú ý quản chặt túi tiền, tránh tình trạng bị đánh rơi hoặc mất trộm, cũng cẩn thận trọng trong các mối quan hệ hợp tác, kẻo bị hớt tay trên, làm nhiều nhưng không được hưởng. Dù có vận may nhưng bạn cũng đừng quá tham lam mà mù quáng, làm việc gì cũng cần phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ càng để tránh bị kẻ xấu lừa gạt tiền bạc. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 6 âm lịch, nhờ có được quý nhân tam hợp giúp đỡ, nên chuyện tình cảm của tuổi Quý Mão có tiến triển theo hướng tích cực. Trong tháng 6 âm lịch này, vận đào hoa vượng phát, đây chính là thời điểm phù hợp cho những ai còn độc thân tìm kiếm nửa kia ưng ý. Điểm báo tử vi cũng cho thấy, người độc thân có cơ hội tìm được tình yêu mới, tình yêu có thể được tìm thấy giữa bạn bè, chứ không ở quá xa hoặc đến từ những mối quan hệ xã giao trong công việc, đi đâu hay làm gì, bản mệnh đều được người khác phái ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình. Tuy nhiên, chuyện tình cảm vẫn nên để nó phát triển theo lẽ tự nhiên là tốt nhất, càng gượng ép càng dễ gây phản tác dụng. Việc đốt cháy giai đoạn có thể khiến cả hai nhanh chóng đến với nhau, nhưng khi cảm xúc nồng nhiệt ban đầu qua đi sẽ để lại rất nhiều vấn đề. Lứa đôi cần có sự chia sẻ với nhau nhiều hơn để hạn chế hiểu lầm không đáng. Với các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng của tình yêu, hai bạn có thể tính tới chuyện hôn nhân đại sự ngay trong tháng này. Gia đình bản mệnh đón hỷ sự liên tiếp, không khí gia đình vui tươi, đầm ấm, một vài mâu thuẫn, xung đột trước đó được xử lý ổn thỏa, gia đạo ngày càng yên ổn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 6 âm lịch, bước sang tháng 6 âm lịch, sức khỏe của tuổi Quý Mão duy trì ổn định, tất cả đều nhờ tinh thần phấn khởi, thoải mái. Chỉ cần bạn luôn chú trọng cân bằng trạng thái tâm lý, giữ tinh thần lạc quan, yêu đời, thì bệnh tật cũng tự khắc lùi xa. Ngoài ra cần lưu ý, trong tháng có thiên hình hung tinh ảnh hưởng, tuổi Quý Mão cũng cần chú ý sử dụng dao kéo, đồ sắc nhọn, đi đứng thận trọng kẻo gặp họa hình thương, tai nạn đổ máu. Sau đây là phần cẩm năng vượng vận cho con giáp tuổi Quý Mão sinh năm 1963,
trong tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết trong tháng, bản mệnh cần đề phòng có kẻ ghen tị với tài năng và uy tín của bạn, họ sẽ tìm nhiều cách hãm hại. Quý nhân của tuổi Quý Mão là tuổi Tuất và tuổi Dần. Tiểu nhân là tuổi Tý và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là xanh lá cây và xám. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tử vi tuần 1 tháng 6 âm lịch của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp có chỉ ra rằng, trong tuần đầu tiên của tháng 6 âm lịch này, cát tinh thái dương nhập mệnh, tuổi Quý Mão gặp nhiều may mắn trên phương diện công danh, sự nghiệp. Trong tuần này, quý nhân xuất hiện một cách bất ngờ chỉ đường dẫn lối, giúp bạn đi trên con đường phù hợp với mình. Con giáp này có thể tìm thấy cơ hội phát triển, phát huy năng lực cá nhân và đạt được những thứ mình muốn. Khả năng thăng tiến cũng cao hơn thời gian trước, bạn nên nắm bắt cơ hội chớ để nó trôi qua mất. Tuy nhiên, thời điểm này có thể bạn sẽ vất vả hơn trước, con giáp này sẽ phải đi lại khá nhiều vì lý do công việc, nhưng càng đi xa lại càng gặt hái được những thành quả lớn ngoài sức mong đợi. Tài vận ở thế vượng phát, tiền vào như nước, nhưng cũng chính vì vậy lại có họa mất tiền do tiểu nhân rình rập, ghen tị với những gì bạn có. Tốt nhất tuổi Quý Mão nên có tâm thế phòng bị, biết tiết kiệm, chuẩn bị tiền bạc cho những tình huống xấu nhất bất ngờ xảy ra. Về chuyện tình cảm có phần bị xáo trộn, đối phương cảm thấy vô cùng mệt mỏi trước tính cách thất thường của bạn. Trước khi trách móc người ấy, bạn cũng phải xem lại bản thân, liệu hành xử hay có những lời nói đúng đắn chưa. Người độc thân cũng nên mở lòng để sớm tìm được người chung bước. Tử vi tuần 2 tháng 6 âm lịch của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Sao Thiên Đức dự báo, người tuổi Quý Mão sẽ đón nhận nhiều tin tức tích cực trong tuần mới này. Công việc khá thuận lợi, bản mệnh dễ dàng hoàn thành được mọi nhiệm vụ, đạt được mục tiêu đã định, đồng thời thu về không ít lời khen ngợi. Bản thân con giáp này cũng có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nên được mọi người tin tưởng. Chẳng những vậy, bản mệnh được quý nhân phù trợ nên vận trình tài lộc khá vững. Cát tinh xuất hiện, giúp cho con giáp này tìm thấy cơ hội kiếm tiền từ lúc mọi người còn chưa có suy nghĩ gì về việc đó. Nguồn thu chính và phụ đều ổn định, con giáp này cũng biết cách cân đối thời gian để không làm ảnh hưởng đến công việc chính. Đầu tuần thích hợp để bạn tiến hành những kế hoạch đã lên dự định là nhờ cát khí dồi dào. Cuối tuần nên thận trọng trong mọi quyết định đầu tư tài chính. Làm việc gì cũng phải tính toán thận trọng thì mới không phạm phải những sai sót đáng tiếc. Đường tình duyên lại không có dấu hiệu tích cực, có lẽ do bạn đã quá mải mê, tập trung vào công việc, nên bỏ bê nửa kia quá lâu. Dù đối phương vẫn yêu bạn nhưng sẽ không chịu được tình cảnh bị lạnh nhạt quá lâu, bạn nên cân đối lại thời gian của mình. Tử vi tuần 3 tháng 6 âm lịch của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, sao tử vi báo hiệu, người tuổi Quý Mão khá may mắn trong những ngày tới. Dù đầu tuần bạn có chút lơ là về công việc, nhưng rất may sau đó đã nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần và phát huy một cách mạnh mẽ, gặt hái được một số thành tựu mới trong công việc của mình. Những kế hoạch và dự định mà bạn ấp ủ từ lâu cũng được mọi người hưởng ứng. Khi nhận được sự công nhận, bạn càng thêm tự tin vào năng lực của mình. Đây là nguồn động lực không nhỏ đến bản mệnh, để bạn nỗ lực hơn cho mục tiêu một tương lai tươi sáng hơn. Tuần này, đường tài lộc của Quý Mão khá tươi sáng, những khoản lợi nhuận liên tiếp đổ về, giúp bạn giải quyết được những khó khăn trước đó. Một số người sau khi đã trả hết nợ nần cũng có thể mạnh dạn làm ăn, gặp đúng thời nên kinh doanh phát đạt, lợi nhuận thu về ngoài sức mong đợi của bản thân. Phương diện tình cảm cũng có tin vui, dù bản mệnh vẫn đang độc thân hay có nơi có chốn rồi cũng đều có hy vọng. Người độc thân đã tìm được một mối quan hệ lãng mạn, tình cảm phát triển tích cực, khiến bạn chìm đắm trong tình yêu. Tử vi tuần 4 tháng 6 âm lịch của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Bước sang tuần cuối cùng của tháng 6 âm lịch, tuổi Mão may mắn được cát tinh thái dương chiếu mệnh, nên đây sẽ là một tuần vô cùng may mắn và thành công với bản mệnh. Nếu bạn đủ quyết tâm và chăm chỉ, thì thành công chắc chắn sẽ nằm trong tay bạn. Đường công danh, sự nghiệp vô cùng thịnh vượng, cát khí tràn trề, tuổi Quý Mão làm gì cũng dễ dàng thành công. Nếu bản mệnh đã có kế hoạch rõ ràng thì nên khởi động ngay từ tuần này để cát khí giúp cho khả năng thành công cao hơn. Tuổi Quý Mão cũng trở nên quyết đoán, không sợ hãi trước khó khăn, sẵn sàng tiến bước, nguồn năng lượng của bạn cũng truyền cảm hứng cho người xung quanh. Điểm báo tử vi còn cho biết,
vận trình tài lộc của tuổi Quý Mão khởi vượng, cả nguồn thu nhập chính và thu nhập phụ của con giáp này đều đang có dấu hiệu tăng tiến không ngừng. Đặc biệt, người làm kinh doanh được ưu ái hơn cả khi mà quý nhân trao cho nhiều cơ hội kiếm tiền. Chuyện tình cảm về cơ bản vẫn ổn định, như vậy không có nhiều điều đáng nói, dù có sóng gió nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm của các cặp đôi, bởi hai bạn luôn có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Nam mệnh độc thân có sức hút mạnh mẽ, nhiều cơ hội tìm được người phù hợp, nhưng cũng dễ có tâm lý đứng núi này trông núi nọ. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí, mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Quý Mão 1963 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, đó là tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật Di Lặc được coi là biểu tượng của sự hạnh phúc, an lành và tinh thần lạc quan trong đời sống. Người sinh tuổi Quý Mão sinh năm 1963 mệnh Kim Bạch Kim, thường mang trong mình khả năng đối mặt với các phép thuật và khó khăn một cách quyết đoán. Tượng Phật Di Lặc với biểu tượng của một vị Phật mang bao tải tiền và mỉm cười hạnh phúc. Điều này thể hiện sự lạc quan, niềm vui trong cuộc sống và sự giàu sang phú quý. Tượng Phật Di Lặc thể hiện tinh thần hòa hợp, đồng cảm và lòng bác ái. Điều này phù hợp với bản chất thông minh, trí thông minh của người tuổi Quý Mão, khi họ có khả năng thông minh và kết nối với người khác một cách tốt đẹp. Với tư duy linh hoạt và sự kiên nhẫn của mình, tuổi Quý Mão có thể tận dụng tượng Phật Di Lặc để tạo ra môi trường tích cực và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Tượng này nhắc nhở họ về tầm quan trọng của lạc quan, hòa thuận và lòng bác ái, giúp họ vượt qua khó khăn và tạo nên cuộc sống thịnh vượng và an lành. Phật bản mệnh Văn Thù Bồ Tát. Phật bản mệnh Văn Thù Bồ Tát mang đến sự phù hộ và độ trì cho người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tượng Phật Văn Thù cầm kiếm phát ra ngọn lửa cao, tượng trưng cho trí tuệ, khả năng phân biệt tốt xấu. Tay trái cuốn kinh Bát Nhã biểu tượng cho sự giác ngộ, khả năng nhìn thấu sâu sắc về cuộc sống. Sự bổ sung cành sen còn thể hiện ý nghĩa về đạo đức và sự thanh khiết hộ thân của Phật bản mệnh, đại diện cho sự phù hộ và độ trì trên con đường cuộc sống. Mặt Phật là sự tượng trưng cho niềm tin và sự tin cậy, mang theo bình an và đương đầu trước khó khăn. Phật bản mệnh bảo vệ khỏi tiểu nhân và hỗ trợ tập trung vào sự nghiệp phát triển, hướng đến mục tiêu vượt qua khó khăn, khai mở trí tuệ học tập tốt và tạo nên tương lai mở rộng. Nhiều người lựa chọn đeo Phật bản mệnh để hóa giải những vấn đề về tình duyên và mong muốn bảo vệ gia đình khỏi điều không tốt. Tóm lại, tượng Phật bản mệnh Văn Thù mang ý nghĩa của sự độ trì trí tuệ và sự bình an, phù hộ cho người tuổi Quý Mão sinh năm 1963, giúp họ phát triển tư duy, thành công trong công việc và hòa hợp trong công việc, cuộc sống. Tượng Tỳ Hưu. Tượng Tỳ Hưu là một biểu tượng phong thủy quan trọng trong văn hóa Á Đông, được coi là linh vật mang đến may mắn, bình an và bảo vệ. Đối với người tuổi Quý Mão sinh năm 1963, tượng Tỳ Hưu có ý nghĩa đặc biệt và tương hợp. Tượng Tỳ Hưu được coi là biểu tượng may mắn, mang lại sự bình an cho gia đình và cuộc sống. Đối với người tuổi Quý Mão, tượng Tỳ Hưu có thể giúp họ thu hút năng lượng tích cực, tạo ra môi trường thịnh vượng và an lành. Tượng Tỳ Hưu cũng được cho là có khả năng bảo vệ khỏi những thế lực tiêu cực và hóa giải những nguy cơ tiềm tàng. Với khó khăn của tuổi Quý Mão, tượng Tỳ Hưu có thể giúp họ vượt qua những thách thức một cách bình an. Tượng Tỳ Hưu thường được kết hợp với tài lộc và thịnh vượng. Với tầm nhìn mở rộng và tinh thần trách nhiệm, người tuổi Quý Mão có thể tận dụng tượng Tỳ Hưu để thu hút cơ hội tốt trong sự nghiệp và tài chính. Ngoài ra, tượng này có thể giúp hóa giải những trở ngại trong mối quan hệ và mang lại sự hòa hợp. Tóm lại, tượng Tỳ Hưu mang đến nhiều ý nghĩa tích cực cho người tuổi Quý Mão sinh năm 1963, bao gồm may mắn, bình an, bảo vệ thịnh vượng và sự hòa hợp trong nhân duyên. Nó có thể là một biểu tượng đáng giá để họ mang theo, nhằm tạo ra một môi trường tích cực và thịnh vượng trong cuộc sống hàng ngày. Thiềm Thừ, cóc ba chân. Tượng Thiềm Thừ là một biểu tượng phong thủy quan trọng, mang ý nghĩa tài lộc, thịnh vượng, bình an. Đối với tuổi Quý Mão sinh năm 1963, tượng Thiềm Thừ mang đến nhiều ý nghĩa tích cực. Người tuổi Quý Mão thường có bản lĩnh và sự mạo hiểm trong cuộc sống. Tượng Thiềm Thừ có thể hỗ trợ và tăng cường khả năng này bằng cách thu hút khả năng tài lộc và thịnh vượng,
Với khả năng đối mặt với khó khăn và các thách thức, vật phẩm này có thể giúp họ vượt qua trở ngại và tạo ra môi trường kinh doanh, công việc và tài chính thịnh vượng. Ngoài ra, tượng thiềm thừ còn mang ý nghĩa của sự bình an và bảo vệ đối với người tuổi Quý Mão. Điều này có thể giúp họ duy trì tinh thần lạc quan và tự tin, đồng thời hóa giải những nguy cơ tiềm tàng. Tượng thiềm thừ không chỉ là một biểu tượng mang tính tâm linh, mà còn là một biểu tượng thể hiện quyết tâm và sự kiên nhẫn của người tuổi Quý Mão để đạt được thành công và thịnh vượng trong cuộc sống. Quý khán giả thân mến, người đang gây thù hận với bạn thực ra là đang giúp bạn hóa giải tội lỗi mà chính bạn đã gây ra trong quá khứ. Nếu bạn biết tỏ thái độ bình tĩnh, thấu hiểu, làm người lương thiện là cách hay nhất hóa giải những muộn phiền trong đời sống. Lương thiện là cách sống dễ nhất, nhưng cũng là khó nhất. Người lương thiện là người thiệt thòi nhất, nhưng cũng hưởng nhiều phước báu nhất. Phật dạy làm người quan trọng nhất là có tâm. Tâm ấy không chỉ cho mình mà còn cho những người xung quanh. Người đã đi tới đường cùng không nên dồn ép người đã thấy được cái sai, không nên vạch mặt người đã nhận ra lỗi lầm, không nên hạch sách, hãy cho họ cơ hội chuộc lỗi, sửa sai, cũng là cách làm một người lương thiện. Đời người rồi ai cũng có cái khó của riêng mình, hãy cảm thông với mọi người. Phật dạy làm người lương thiện là việc không cần cố gắng, hãy học cách tự biến mình thành người lương thiện, hoặc ít ra là giữ vững sự lương thiện vốn có, bởi vì bản tính sẽ quyết định thái độ, mà thái độ sẽ giúp ta thay đổi cuộc đời một người. Chỉ có bồi dưỡng đầy đủ đạo đức tốt tốt đẹp, nhân ái thiện lương, mang trong mình lòng biết ơn, thì người ấy mới tràn ngập dòng năng lượng thuần chính. Khi thân thể tràn ngập trường năng lượng thuần chính, thì sẽ hấp thụ những thứ tốt đẹp thuần chính. Nghe lời Phật dạy về lòng lương thiện, nhất định phải nhớ những ngày để việc làm tích đức, hành thiện, bạn sẽ chút được muộn phiền cả đời, bạn sẽ được phúc báo. Vâng, quý khán giả thân mến! Trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết trong tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.